Hôm nay mình sẽ quay dừa xuất khẩu lên cảng Cát Lái. Ủa này lên đầy khoảng nhiêu ba ngàn mấy ta? Ngàn hai à? 944 bao. Chín trăm bốn chục bao dừa là nó nặng khoảng chừng 28 tấn. Hai mươi tám tấn hả ta? 28 tấn. Không tới khoảng chừng 26 27 tấn nè. Đây là chiếc đầu kéo của mình, ý lộn, chiếc đầu kéo của chủ mình, chạy mướn. Hotline 2004. À, cái mình quay trong nội thất nè. Xe này cũng cũ rồi. Nhưng mà được cái nó bền, nó trâu. Ghế tài, ghế phụ bị gắt rồi. Đây là cái võng của mình, cái võng bị gắt rồi, chưa mua. Đây là giường ngủ. Để quần tủ, để quần áo, mà mình có mấy cái tủ ở dưới này mình tháo dục rồi. Nội thất của nó này rộng ha. Là ống hơi xịt bụi cho nó bụi bay ra. Đóng cửa là cái bình ở đây. Ừ, cũ rồi, ăn trộm nó không lấy đâu. Đây là bầu hơi cabin. Tay cùi gắn vô mỏ, chia hơi xuống. Thank you.
xong rồi nha các bạn. Trong này mở cửa cho vừa nó thoáng, nó bị hầm hơi. Rồi mình lên đường. Đi nha, bắt đầu thấy anh. Từ đây lên đó chắc khoảng 2 tiếng rưỡi.